Trời ơi, chỗ người ta đang chặt giá này, quỷ thay không? Con quỷ bóng lông xiên nha. Chuyện gì nói rõ nghe. Đang cấp đó bà nội. Cấp của bà Hoàng Lan. Bữa nay tôi mới thấy bà chạy xe đi đâu mà. Còn lại hai ca nói nhỏ nhỏ dùm. Lại chứ gì hả? Dập mẹ nó hết bộ chỉ huy rồi. Ê, đứng lên. Nãy là nó kêu là đứng mà. Đỡ lên coi trời. Rồi hết ăn luôn. Đúng rồi. Ôi, anh ơi anh. Em bỏ anh về rồi. Thôi lẹ đi, bỏ anh về. Hai mình đi. Đi đâu nè, đi. Đi đâu? Đi. Khoan. Trời ơi, khi nó đi luôn. Đi luôn. Ăn. Chơi gì ba không phải ăn không vậy, tao đốt cũng chết rồi. Để tôi chia cho. Rồi bắt đầu mình ngồi mình ăn đi. Ghê được chưa? Ghê để. Đâu đâu. Đó là ai? Tôi gặp cái uống cốc ngựa nhà bà. Thôi anh thôi. Sao? Hai mẹ tôi đi ngang đúng không? Cái đầu. Ai vẽ rồi nhà tôi? Tôi cắt giường của nhà bà. Thì sao ơi? Bóng nghịch ra nhiều chuyện. Không biết gì nha. Xiên kìa. Đúng rồi. Bóng lông xiên. Người hả? Ăn chậm rồi đó. Ăn giờ lắm chưa? Đến luôn rồi, mới ăn luôn á. Phải mày nè. Cái mày nè mà tao mới bị quýnh lây nè. Tại ông suối tôi nè. Tại tôi. Bây giờ ăn mấy